Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trên đường Nguyễn Nhân Trạch, đối diện với công viên An Hòa đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay cái khu dân cư mới đó, khu dân cư An Bình do công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang đầu tư nữa quý vị. Đối diện là công viên An Hòa đó quý vị. Mời quý vị cùng tham quan một vòng cái khu dân cư này như thế nào quý vị. Đây là các khu đang trong quá trình xây dựng nè quý vị. Xa xa là cái khu mới đã xây phần thô xong đó quý vị.
để Lâm đi dạo một vòng ngoài chơi nha quý vị. Ở đây có cái khu công viên nè quý vị. Ông quay phim ở đây, ông có chụp hình. Đây có một số nhà đã vô ở hết rồi đó quý vị. Quá trời quá trời. Lâm xin đi ở phía đường trong này đi cho nó nhìn nó đẹp quá hơn quý vị. Đây là những dãy nhà